Hơn 23.000 cổ động viên đã có mặt tại sân vận động Gaprom Arena ở Saint Petersburg trong trận đấu giữa đội tuyển Nga và Iraq. Từ hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên các cổ động viên Nga có thể đến xem một trận bóng đá quốc tế tại sân nhà. Các câu lạc bộ bóng đá và đội tuyển quốc gia Nga đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá thế giới đình chỉ tham gia các giải đấu sau khi Nga tiến hành xâm lược Ukraine. Ощутимая потеря была то, что наша сборная не имела возможности играть матчи. Поэтому сейчас при первой же возможности мы оказываем ей поддержку и говорим, что она не одна в этой изоляции. И что мы... Từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, đội tuyển bóng đá Nam Nga đã thi đấu 4 trận giao hữu với Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Iran và đều không ở sân nhà. Đội tuyển Nam đã không được tham gia World Cup 2022, đội tuyển nữ thì bị cấm tham dự giải bóng đá vô địch châu Âu. Không chỉ trong bóng đá, hầu hết các liên đoàn thể thao quốc tế đã loại vận động viên Nga và đồng minh Belarus khỏi nhiều giải đấu. Tuy nhiên, một số giải đang tính đến việc cho họ quay trở lại thi đấu vì muốn tách thể thao khỏi chính trị.